Đây là chương trình Phật pháp với Đức Thầm Mắt trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam đến 10 giờ tối, Boston 8 đến 10 giờ sáng, Paris, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 5 đến 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Còn Lăng Nhà Nguyệt Thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức, thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay, giáo trình trường bổ kinh Dikha Nikaya hoàn thành xuất định cho dịch Việt, bài 34, Kinh Thập Thượng. Đó Sotara Sota 8.7, 8 pháp rất khó thể nhập, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con không thấy Thượng Tọa Minh Hạnh ở trong room, con xin được phép đọc kinh để Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp, do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư Tăng, đệ tử Thế Tôn, Phật diệu hạnh,
trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức Pháp bảo, nguyện cầu quy đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính chư tông đức, kính thưa đại chúng, học hôm nay giáo trình trường bộ kinh bài 34 kinh thập thượng 8.7, tám pháp rất có thể nhập sẽ do thượng tọa Tây Siêu giảng dạy. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Chắc Đạo dẫn. Nhập đại học. Năm 42 giờ. Kính lễ thượng tọa Tây Siêu, đảnh lễ chư tông đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay có hai điểm mà chúng ta cần lưu ý về phương diện nhìn thuật. Thứ nhất là mới nghe nói như vậy thì thưa quý vị, đôi khi chúng ta nghe giống như là mình trồng cây, trồng lúa mà không có đúng thời đúng tiết. Chúng ta thấy tạm hiểu là có tám cái điểm gọi là sanh bất phục thời, tức là sanh ra không gặp thời điểm thích hợp, sanh bất phục thời. Cái đó thì nó dễ hiểu hơn cho chúng ta. Và ở đây cái chữ thể nhập chúng là một cái chữ khác mà nhiều khi chúng ta hiểu sự khoa mình, mình thể nhập. Pháp ở đây thì nên hiểu được là cái sự quán triệt hay là cái một xuyên suốt thấu suốt. Duyên nghiệp là cái gì mà đôi khi rất khó để chúng ta có thể nhìn một cái toàn diện. Nhiều khi chúng ta có được cái điện, nhưng mà gặp không đúng thời điểm thì chúng ta cũng không đạt được. Cuộc đời nó có nhiều nhân nhiều duyên lắm. Và ở đây có tám pháp mà chúng ta gọi là sanh bất phục thời. Dĩ nhiên người đời thì nó sanh bất phục thời, người ta hiểu theo ý nghĩa là có thành tựu được cái gì trong cuộc sống. Nếu mình có tài, có tài mà cũng sanh bất phục thời thì cũng như không. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh thượng tọa Tây Siêu giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Một bức thầy giáo sư lành thay, chúng con kính tri ân thượng tọa Chắc Đẳng đã giảng nhập bài học. Để con xin được đọc chánh kinh bài 34 kinh thập thượng 8.7, tám pháp rất khỏe nhập. Atthadhamma Pukkara, Atthadhamma Pavetappa, Atthadhamma Parinyaya, Atthadhamma Pahatappa, Atthadhamma Hanapagya, Atthadhamma Visesapagya, Atthadhamma Rupatikuchha, Atthadhamma Upadetappa, Atthadhamma Apinyaya, Atthadhamma Satchikatappa. Có tám pháp có nhiều tác dụng, có tám pháp cần phải tu tập, có tám pháp cần phải biến tri, có tám pháp cần phải đoạn trừ, có tám pháp chịu phần tai hại, có tám pháp đưa đến thù thắng, có tám pháp rất khó thể nhập, có tám pháp cần được sanh khởi, có tám pháp cần được thắng tri, có tám pháp cần được tác chứng. Thế nào là tám pháp rất khó thể nhập? Phạm hạnh trú, tám bất thể bất tiết. Này các hiền giả, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị.
và người ấy sinh vào địa ngục. Đó là phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sinh vào bằng sanh, đó là phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sinh vào ngạ quỷ, đó là phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sinh vào hàng chư thiên, được thọ mạng lâu dài, đó là phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ tư. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sanh vào các biên địa, giữa các loài mọi rỡ vô trí, những chỗ mà các hàng tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ không có đất đứng, đó là phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ năm. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị. Và người ấy được sanh vào các Trung Quốc, nhưng lại theo tà kiến điên đảo, không có bố thí, không có cúng dường, không có cúng tế, không có quả báo các hành vi thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có các loài hóa sanh, không có các vị sa môn và la môn đã chứng đạt chân chánh, đã thực hành chân chánh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ thế giới này với thế giới sau và tương thuyết. Đó là phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ sáu. Này các hiền giả, lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thể khai thị. Và người ấy sinh vào tại các nước Trung Quốc, nhưng ác tuệ, ngu si, điếc, ngọng, không biết nghĩa lý được khéo nói hay vụng nói, đó là phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ bảy. Này các hiền giả, lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, nhưng pháp không được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đất vàng, tiến đến giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sinh vào tại các nước Trung Quốc. Nhưng có trí tuệ, không ngu si, không điếc ngọng, biết nghĩa lý được khéo nói hay vụng nói, đó là mạnh trú bất thời bất tiết thứ tám. Như vậy là tám pháp rất khó thể nhập. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học, pháp sư Giác Chế biên soạn. 4.5. Tám pháp có thể nhập. Dupaticca Dhamma. Đây là tám phi thời phạm hạnh trú. Akkhana, Asamaya, Brahmacharya, Vasaya. 1. Khi trong thế gian có Đức Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, và giáo pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, tịch diệt, giác ngộ do bậc thiện thể khai thị, hạng người này sanh trong địa ngục. 2. Khi trong thế gian có Đức Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, và giáo pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, tịch diệt, giác ngộ do bậc thiện thể khai thị, hạng người này sanh làm loài thú. Trong khi thế gian có Đức Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, và giáo pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, tịch diệt, giác ngộ do bậc thiện thể khai thị, hạng người này sanh làm ngạ quỷ. 4. Khi trong thế gian có Đức Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, và giáo pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, tịch diệt, giác ngộ do bậc thiện thể khai thị, hạng người này sanh làm chư thiên thọ mạng dài. 5. Khi trong thế gian có Đức Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, và pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, tịch diệt, giác ngộ do bậc thiện thể khai thị, hạng người này sanh vào các xứ biên địa giữa các loài mọi rỡ vô trí, những nơi mà không có các tỳ kheo ni, các tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, lui tới. 6. Khi trong thế gian có Đức Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, và giáo pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh,
tịch diệt giác ngộ do bậc thiện thủy khai thị. Hạng người này tái sanh ở các Trung Quốc độ nhưng lại có tà kiến, có quan điểm điên đảo. 7. Khi trong thế gian có Đức Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện và giáo pháp được thuyết giảng đưa đến an tịnh, tịch diệt, giác ngộ do bậc thiện thể khai thị. Hạng người này tái sanh ở các Trung Quốc độ nhưng thiểu trí, đần độn, câm điếc, không có khả năng hiểu ý nghĩa thiện ngôn, ác ngôn. 8. Khi trong thế gian không có Đức Như Lai A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện và giáo pháp an tịnh, tịch diệt, giác ngộ mà bậc thiện thể khai thị không được tuyên thuyết, hạng người sanh ra tại các Trung Quốc độ có trí tuệ, khôn ngoan, không câm điếc, có khả năng hiểu ý nghĩa thiện ngôn, ác ngôn. Chánh kinh ở đây đã chấm dứt, chúng con cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu Từ Bi thực giảng bài học. Nam mô Bổn Sư Thích Nam mô Bổn Sư Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên văn điện tử Phật. Kính chào thượng tọa Diệu Đẳng Đại Đức Nguyên Thông. Kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học về tám pháp khó thể nhập. Tức là nói đến tám phi thời phạm hạnh trú. Chữ Akhana là phi thời, thời điểm, không phải thời điểm. Asmaya là không, không phải lúc. Brahmacharya, Upasaya để sống phạm hạnh. Ở đây khi mà chúng ta nói đến chuyện mà chúng ta sanh ra ở đời nhằm cái thời kỳ có Đức Phật xuất hiện, có giáo pháp triển khai, nhưng mà chưa hẳn là sinh vào cái thời kỳ đó mà chúng sinh có thể được liễu tri pháp, được thể nhập pháp, được sống theo pháp. Bởi vì nó có nhiều cái nguyên nhân, nhiều cái lý do, và chúng ta cần phải hiểu biết những cái nguyên nhân, những cái lý do đó. Chính thế cho nên tám cái sự kiện phi thời phi diệt này mới gọi là pháp khó thể nhập là như vậy. Nếu trong thế gian có Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện và giáo pháp được thuyết giảng, nhưng mà chúng sanh này lúc đó
sanh vào địa ngục hay là sanh là loài thú hoặc sanh làm loài ngạ quỷ. Thì chúng sanh này không có thể có cơ hội, không có cơ hội để gặp Đức Phật và gặp giáo pháp, để sống một đời sống phẩm hạnh, thành tựu đạo quả. Giải thoát. Vì sao vậy? Vì rằng muốn chứng đắc được đạo quả, thâm nhập giáo lý của bậc chánh đẳng giác, phải là người tâm nhân, tức là người có trí tuệ, căn cơ trí tuệ. Còn đối với chúng sanh ở địa ngục, bạc sanh hay ngạ quỷ, đó là hạng người đọa xứ hay là khổ thú, gọi là đúc cà tít bốc cà lát. Mà hạng người khổ này thì họ không có căn cơ trí tuệ, làm sao để họ có thể lãnh hội, làm sao có thể hiểu được chánh pháp để mà tu hành và đạt đến cái sự giải thoát. Lần nữa, cái trường hợp thứ tư trong khi thế gian có Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện và giáo pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng khai thị, được Bồ Thiện Thị khai thị. Nhưng mà lúc đó người này sanh làm thiên thọ mạng dài, gọi là đi khai giúp căn, đi có đi khai dần ở Bà Nông Hồ Tí, sanh làm thiên thọ mạng dài đó là ám chỉ cho các vị phạm thiên vô sắc, chỉ cho các vị phạm thiên vô sắc hay là các vị phạm thiên vô tưởng. Chúng ta hẳn còn nhớ khi mà Đức Thế Tôn vừa thành đạo, lúc đó phạm thiên Sa Hàm Ca Tín đến thỉnh cầu Đức Phật hoằng pháp độ sanh. Và Đức Thế Tôn ngài đã, đó là cái thông lệ của chư Phật, là cái việc mà ngài hoằng pháp độ sanh phải do đại diện chúng sanh cầu thỉnh, gọi là cầu pháp, thì Đức Thế Tôn mới nhận lời thuyết giảng. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài đã
nhận lời để thuyết pháp độ đời. Ngài đã suy nghĩ trước tiên là sẽ độ cho ai, và ai sẽ là người có trí tuệ để có thể lãnh hội được giáo pháp. Thì Ngài nhớ đến đạo sĩ Alara. Một vị tu hành đạt đến cái thiền vô sắc, vì đó là một bậc đại trí, là một người có thể lãnh hội được giáo pháp. Thì ngay khi đó chư thiên báo với Đức Phật rằng vị đại sư Alara đã qua đời cách đây một tháng. Đức Thế Tôn lại quán xét thấy rằng vị này đã sanh về cõi vô sắc, cõi phi tử phi tử, và với cái sanh hữu ở cõi vô sắc thì vị phạm thiên này không thể nghe pháp để lãnh hội giáo pháp được. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài đạo sĩ Uddaka Ramaputta. Đại sĩ Uddaka Ramaputta cũng là người thứ hai mà chia sẻ với Đức Bồ Tát đạo sĩ Cồ Đàm về cái phương pháp hành thiền. Và sau đó ngài đã chứng được vô sở xứ. Đức Thế Tôn nghĩ rằng người vị đạo sĩ này có trí tuệ và cũng có khả năng để đạt, để thâm hiểu giáo pháp mà ta thuyết giảng. Nhưng ngay khi đó chư thiên báo cho Đức Thế Tôn biết rằng vị đó vừa viên tịch khách trên một tuần. Và Đức Thế Tôn quan sát thấy đạo sĩ này sau khi mệnh chung được sanh về cõi trời sắc giới, phạm thiên sắc giới, vô sở xứ. Và lúc đó Đức Thế Tôn thầy suy nghĩ rằng thật là tổn thất cho hai cái vị đạo sĩ đó, không thể nào gặp được chánh pháp trong kiếp hiện tại, trong thời kỳ giáo pháp này. Ở đây nhắc lại cái câu chuyện đó để quý vị thấy rằng là mặc dù là một người, là một chúng sanh có căn cơ trí tuệ, nhưng mà nhằm đến lúc vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời thuyết pháp độ thế gian, mà người ấy sanh về cái cảnh giới phạm thiên có tuổi thọ cao như vậy, có tuổi thọ dài như vậy, thì khó có thể lãnh hội giáo pháp. Mà nếu chờ cho vị đó, chờ cho vị phạm thiên nó mà hết tuổi thọ đó, để mà sanh xuống mọi người nghe Đức Phật thuyết pháp, thì Đức Thế Tôn đã viên tịch lâu lắm rồi. Vì vậy cho nên đây cũng là một trường hợp gọi là phi thời, phi diệt, để sống đời sống phạm hạnh. Thì như vậy trong bốn hạng người mà chúng ta vừa nói đến, hạng người thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì đó là hạng người khổ. Sau
sanh ở những cảnh giới khổ đau thì đương nhiên là không thể lãnh hội giáo pháp. Còn hạng người thứ tư thì mặc dù là hạng người lạc tam nhân, nhưng mà hạng người này lại sanh vào cảnh giới phẩm thiên có tuổi thọ quá dài, không có thể lãnh hội giáo pháp của Đức Phật. Bây giờ đến hạng người thứ năm đó, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thì đó là chỉ như nhân loại. Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở Nam Thiện Bộ Châu, tức là ở cõi nhân loại dục giới của chúng ta, nhưng mà chưa chắc có dịp để chúng ta sanh làm người ngay trong cái thời kỳ đó mà có thể lãnh hội giáo pháp, có thể thực hành phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Đức Thế Tôn được. Tại sao? Bởi vì nếu có Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời Ngài thuyết pháp ở tại Trung Quốc độ, nhưng mà nhân loại này, người này sanh vào các xứ biên địa Pachatima Patipada, giữa các loài mội rợ vô trí, gọi là mang ri mội rợ, và đó là nơi mà không có tướng chúng đệ tử của Đức Phật lui tới, tức là không có các tỳ kheo, các tỳ kheo ni, phận sự nam, phận sự nữ ở đó. Như vậy thì cái hạng người, hạng nhân loại này cũng mất cái cơ hội, không gặp thời để nghe pháp được. Vì ở mỗi một quốc độ nó có cái xứ Trung Quốc độ và cái xứ biên địa. Xứ biên địa tức là ở cái vùng biên giới xa xôi hẻo lánh, nơi mà cái sự văn minh của loài người không có đi tới được, đừng nói chi là ánh sáng Phật pháp. Họ là những người sống lạc hậu, họ không có trí tuệ, họ chỉ sống theo cái bản năng của người rừng mà thôi. Cho nên trường hợp này cũng không có cơ hội để nghe pháp và lãnh hội giáo pháp, sống đời sống phạm hạnh. Đến cái hạng người thứ sáu, người được sanh ở tại Trung Quốc độ, tức là những cái xứ trung tâm văn hóa. Đức Phật lại xuất hiện ở Ấn Độ, thì cái xứ trung tâm văn hóa như là xứ Magadha, xứ Kosala, xứ Ma Kiệt Đà, từ Cát La chẳng hạn, xứ Quá Chi rồi đó, thì mặc dù cũng sanh vào Trung Quốc độ như vậy, nhưng mà hạng người đó lại có cái ác tà kiến, có cái tri kiến điên đảo. Nói một cách khác, cái tà kiến và tri kiến điên đảo nếu như
chỉ là cái tà kiến thông thường như là thường kiến vân vân, thì như vậy thì có thể cũng sửa trị được. Nhưng mà đằng này người này lại rơi vào cái đoạn kiến quá đáng, không tin có đời này, không tin có đời sau, không tin có các loại quá sanh, không tin có hành vi thiện ác, không tin có quả vị thục của hành vi thiện ác đó, không tin có ơn đức cha, có ơn đức của mẹ, không tin có những vị sa môn và la môn tu hành chân chánh có thể đắc được quả vị giải thoát hay tiền định thừa thông, không có tin. Và họ rơi vào cái tình trạng gọi là vô vô thần. Cái này thì khó, thì không thể lãnh hội được giáo pháp, mặc dù họ đang sanh tại ở các xứ Trung Quốc độ, trung tâm điểm của quốc độ, là nơi mà cái tâm quá tâm minh, và nơi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp hàng ngày, nhưng mà họ không thể lãnh hội được. Đó cũng là mất đi cái thời dịp là nữa. Cái hạng thứ bảy đó, trong khi thế gian coi như là bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, người này cũng tái sanh ở tại các Trung Quốc độ, mặc dù không có tà kiến, nhưng mà người đó là người thiểu trí, đần độn, câm điếc, không có khả năng hiểu ý nghĩa thiện ngôn ác ngôn. Thì như vậy cũng như không. Tức là nói cách khác là cái chúng sanh này là người lạc phu nhân đó, mặc dù sư sanh ở tại Trung Quốc độ, tức là sư gặp cái thời của Đức Phật và ngay tại cái trung tâm văn minh văn hóa và có giáo pháp được triển khai, nhưng mà người này khờ khạo đần độn, không có trí tuệ để mà có thể lãnh hội được, có thể nghe pháp và hiểu được lời dạy của Đức Phật, kể như cũng mất cơ hội. Cái hạng người thứ tám thì trong khi thế gian bây giờ nói hết khác như thế này nè, là người thứ tám mặc dù họ sinh ra ở tại xứ Trung Quốc độ, có trí tuệ khôn ngoan, không câm điếc và có khả năng hiểu nghĩa thiện ngôn ác ngôn, họ có tiêu chuẩn đó, nhưng rất tiếc là bây giờ trong thế gian không có Đức Như Lai A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, và không có giáo pháp của bậc chánh đẳng giác được thuyết giảng. Như vậy thì dầu cho họ có trí, họ khôn ngoan, thì cũng như không thể nào mà đắc được đạo quả, vì cái thời kỳ đó không có giáo pháp của Đức Phật. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy trong tám hạng người đó, kể như là cái hạng người nào cũng mất cái cơ hội.
Điều mà như Thượng Tọa Giác Cảnh Dẫn Nhập đã nói là sanh bất phùng thời. Và cái câu mà sanh bất phùng thời làm gì cho cái trường hợp thứ 8, họ có trang bị trí tuệ đầy đủ và sanh ở tại trung quốc độ có tiêu chuẩn, nhưng mà rất tiếc là không gặp thời Đức Phật xuất hiện và giáo pháp được tuyên thuyết, được lưu truyền trong thế gian. Cái đó là bất phụng thời. Còn như bảy hạng người kia đó thì gặp thời Đức Phật khác để họ có thể lãnh hội giáo pháp. Phạm hạnh trú ở tình trạng không có thuận tiện, cái hoàn cảnh không đúng lúc để có chỉ cho đạo quả giải thoát. Gặp thời kỳ Đức Phật xuất hiện và có giáo pháp mà chúng sanh đó ở trong cái trạng đang sanh ở địa ngục hay là sanh vào cái loại thú, sanh làm thân ở quỷ, hoặc là sanh làm vị chư thiên có tuổi thọ dài thì không thể có cơ hội để nghe pháp và hành pháp cho chứng đắc. Hoặc là sanh làm thân nhân loại thật cũng gặp cái thời có Phật pháp, nhưng mà người đó lại sanh vào những cái xứ bi địa lạc hậu, thiếu ý thức, thiếu trí tuệ thì cũng không có cơ hội để hành pháp giác ngộ. Và cho dù được sanh tại xứ Trung Quốc độ, gặp lúc có Đức Phật và giáo pháp, nhưng lại là người ác tà kiến, hay là người kém trí tuệ đần độn, thì cũng không có cơ hội thuận lợi để hành pháp giác ngộ. Một trường hợp nữa là dù là người có trí tuệ, thừa khả năng hiểu biết và được sanh tại Trung Quốc độ, nhưng mà không nhầm lúc có Đức Phật và giáo pháp thì cũng gọi là thiếu cơ hội đi giác ngộ. Như vậy thì chỉ khi hội đủ bốn điều kiện mới có cái cơ hội tốt của phẩm hạnh trú, tức là một, được sanh là người có trí tuệ; hai là một là được sanh làm người, hai là có trí tuệ; ba là bốn là nhằm cái thời kỳ có Đức Phật và giáo pháp xuất hiện trong đời. Nếu mà thiếu một trong những sự kiện trên thì gọi là phi thời, phi diệt phẩm hạnh trú. Người Phật tử chúng ta cố gắng để nhớ và hiểu được điều này. Mỗi khi mà chúng ta Phật tử chúng ta thường thường khi mà làm phước hay nguyện, nguyện đời sau gặp Phật, gặp chánh pháp, tu hành đắc đạo quả giải thoát, chúng ta nghĩ rằng là nếu mà nguyện như vậy thì nó sẽ thành tựu. Nhưng thưa quý vị, nếu mà chúng ta muốn có được cái cơ hội, có được cái dịp gặp phùng thời, gặp thời
để chúng ta có thể giác ngộ được, gặp thời Đức Phật, và để chúng ta có thể nghe pháp và giác ngộ được. Thì không phải chúng ta chỉ nguyện suông như vậy là đủ, mà ngay trong hiện tại là chúng ta phải cố gắng học hiểu được giáo pháp của Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác ngay trong lúc này. Bởi vì giáo pháp của chư Phật đều có cái đặc tính hướng thượng giống nhau, đặc tính hướng thượng giống nhau, và đưa đến sự giải thoát khổ sinh tử luân hồi giống nhau. Do đó cho nên bây giờ chúng ta muốn, nếu mà hiện tại chúng ta cố gắng nỗ lực mà khai quả, thì chúng ta muốn gặp thời gặp dịp ở một vị Phật tương lai, thì ngay bây giờ chúng ta phải thật sự có niềm tin thanh tịnh, có lòng tịnh tính nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi chư tăng. Nó thường cần cái duyên để giúp cho chúng ta đời sau dễ sanh nhầm cái thời kỳ có Phật pháp, có tăng ni và chúng ta quan hỷ. Một cái điều thứ hai đó là ngay trong hiện tại này chúng ta cố gắng trao dồi chánh tri kiến dưới trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các pháp của vi là vô thường, các pháp của vi là khổ, các pháp là vô ngã. Khi mà chúng ta thấy biết như vậy đó, nó thành cái thường cận ý duyên, thì đời sau sanh nhầm cái thời, vì có lòng tịnh tính nơi giáo pháp rồi chánh đẳng chánh giác ở quá khứ, cho nên trong kiếp chúng ta cũng sẽ dễ dàng có niềm tin nơi Đức Phật giáo pháp. Và vì rằng ý trong hiện tại này chúng ta có tính kiến, cho nên đời sau chúng ta sanh ra cái thời của Đức Phật tương lai, chúng ta mới có được cái tính kiến, tức là có trí tuệ để nhận hiểu giáo pháp. Và khi trong hiện tại này chúng ta cố gắng để chúng ta thực hành giáo pháp, thể nhập tri kiến đối với giáo pháp, nếu mà không ta chuyện ở trong tương lai.